Đây em này, đúng rồi đấy, chính vâng. xác đây này. Vào biểu tượng chỗ cái, vào cách chuyển lại lỗ ở đây này, thấy chưa? Thế nhưng mà mình vừa cách chuyển xong rồi, nhưng mình phải chọn năm nay để lấy nó lên nhá. Lúc nãy chị vừa làm cho em một cái, thấy chưa? Cái phần mềm này là em không thấy cái gì, em ghi nếu như mình vào một cái phân hệ nào đấy mình không thấy cái gì thì mình cứ chọn kỳ là năm nay, thấy chưa? Em ghi này, em cứ chọn kỳ là năm nay, nhưng mà với điều kiện là ngày hạch toán ở đây phải đặt về đúng cái năm em đang làm báo cáo tài chính, phải không? Ừ. Thì năm nay thì em chọn năm 18 lấy dữ liệu lên. Thì chị đang kết chuyển lãi lỗ của năm 18, phải không nào? Thì bây giờ chị mới bỏ ghi nhá, chị xóa nó đi. Vì sao? Nếu như chị để ghi sổ ở đây, chị lại thêm tiếp một lần nữa. Đó, mình lại chọn đến 31 tháng 2 năm 2018. Quan trọng là cái ngày hạch toán đó, thì có phải này à, nó sẽ không ra cái gì cho mình nữa bởi vì mình đã kết chuyển rồi. Nhưng mà lúc nãy là lên đấy là chị xóa, chị kết chuyển rồi, chứ còn nếu mà mình kết chuyển một lần rồi sau đấy mình thay đổi thêm một cái gì, thêm doanh thu hay thêm chi phí thì lúc nó chỉ kết chuyển những cái phần còn lại thôi, hiểu không? Cho nên em phải xóa đi, em thêm lại nhá, 31 tháng 12 năm 2018. Đấy, thế nhìn ở trên báo cáo này thì có này, tương ứng với công ty em là 5113 dịch vụ sửa chữa, đúng không? Đi với giá vốn ở đây là 6232. Rồi các chi phí 642 mình chưa bỏ vào, đúng không? Cho nên nó đang rất là ít. Thế là mình đang thiếu tiền lương mà. Chị cắt ở đây, chị cắt đã. Ok chưa? Thế khi chị cắt xong thì em sẽ quay ra, em ghi để phân tích được doanh thu giá vốn của giá thành chi tiết từng đơn hàng, từng hợp đồng như vậy có phù hợp hay không. Thì mình vào, em vào báo cáo rồi ạ, chọn cho chị là giá thành, chọn bảng tổng hợp lại lỗ theo công trình nhá. Em click vào đây, click nút vào đây nhá. Rồi em chọn thời gian cần xem, em ghi đi, chọn kỳ báo cáo là thời gian ta cần xem. Năm nay ạ. Rồi ạ. Ở đây nó phân tích cho em nhé. Ví dụ như doanh thu này. Đây, doanh thu nhé. Doanh thu của một công trình sửa chữa của em, nó là từng này, thấy chưa? Thì em mất chi phí này, bao gồm này, doanh thu mà trừ đi giảm trừ doanh thu thì ra doanh thu thuần, đúng không? Nhưng mà giảm trừ doanh thu của mình không có thì ra doanh thu thuần. Thế trong đó dở dang đầu kỳ công ty mình cũng không có vì là công ty này mới thành lập nhỉ? Rồi, thế nên dở dang mình cũng không có, thế nên mình chung tính ở đây không có tính. Trong đó chi phí phát sinh thì có mới chỉ có nguyên vật liệu, có thấy không? Trực tiếp mà. Đúng rồi, chưa có nhân công, chưa có máy các kiểu luôn. Chi phí chung của mình là chỉ có cái phần công cụ đấy, lúc nào mình phân bổ theo tiêu thức tư thì nó ra đây cho mình, đúng không? Thế thì mình kéo sang bên phải đây. Đó. Nó đang thể hiện dòng giá chị vốn ơi, và lãi lỗ. Cái chi phí chung mà cái nguyên vật cái phân bổ của là nó cũng chia phần trăm cho mình luôn. Nhiều là doanh thu nhiều là chia nhiều phần trăm, mà ít là chia ít phần trăm tỷ lệ luôn chị. Đúng rồi. Nếu trong trường hợp mình phân bổ theo doanh thu nhá. Nhưng mà trong cái bài toán của mình đang phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu. Thực ra đối với công ty về dịch vụ mình nên phân bổ theo doanh thu là hay nhất. Tí nữa chị sẽ quay lại chị tính giá thành theo doanh thu cho em xem nhá. Chị phân bổ doanh thu cho em xem. Thế thì ở đây này, nói chung là nó cũng xem nhau thôi em. Vì thực ra nó cũng đáng bao nhiêu ví đâu, nó có 6,8 triệu. Đúng không? Thì nó chả ảnh hưởng gì nhiều, đúng không? Chả đáng. Đấy là hiểu để hiểu được các cách làm để sau này mình tự phát triển bản thân của mình thôi. Mình có nhiều cách để mình làm ấy. Đấy, thế thì ở đây là lãi lỗ của nó đây, em thấy chưa? Lãi lỗ của này. Thế thì những cái nào mà lãi quá, đúng chưa? Thì là mình phải xem lại, hoặc những cái nào lỗ quá thì mình phải xem lại. Đây, như là cái dịch vụ này, em nhìn thấy này. Đây là cái bài toán phân tích của mình này. Đây là cái sửa chữa số bao nhiêu nhỉ? 45. Đúng rồi. Mình phải xem lại, mình cho vật tư vào quá nhiều. Mình phải giảm vật tư của những cái mã âm này đi. Thế muốn biết được thì em phải để cái dấu ở đây này. Đây lãi lỗ này. Nó nhỏ hơn này, nhỏ hơn không. Đó, thì tất cả những cái mã mà mình đang bị nhỏ hơn không mà đánh dấu là màu đỏ này, thì em phải xem lại để em bớt vật tư ra là thứ nhất, được chưa? Đồng thời là em sẽ xem những cái mã nào mà ở đây em đang lợi nhuận thấp nhá.
thì em cũng phải bỏ bớt cái tia đi. Bởi vì sao? Thứ nhất là em đang còn lương nữa cơ mà. Ít nhất em cũng phải bỏ ra 79,4 triệu, đúng không? Mà lúc nãy đang mình đang lãi 350 triệu, đúng không? 350 triệu cộng với lại 79,4 triệu nữa là khoảng tầm 470 triệu đấy, đúng không? Thì vậy bây giờ mình xem là tiền lương của mình ấy, mình dự định là khoảng bao nhiêu tiền ấy, trên thực tế của em có bao nhiêu nhân công, hiểu không? Trong đó chia ra hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là quản lý, bộ phận thứ hai là khối sửa chữa, đúng không? Tự tạo ra doanh thu khoảng hơn 100 triệu, hơn 100 triệu, khoảng 130 triệu một năm. Một năm em để, mình nghĩ em để 13 một tháng hay ít thế. Thế thì bây giờ này, em tinh thần là em hiểu những vấn đề này rồi thì em sẽ bỏ bớt những bây cái. Bây giờ em sẽ sửa cái này cho nó hợp lý, hoặc là những cái lãi quá. Đúng. Đấy lên. Đúng. Cho nó khoảng bao tiền chị ơi? Cho nó khoảng lãi khoảng tầm, đưa chị xem nhìn tính, nhìn tí nào. Nhìn bảng cân đối tí nào. Nhìn bảng cân đối số phát sinh rồi nào. Không nhìn đây. Đây này, báo cáo tài chính đây, tao báo cáo tài chính đó. Mà báo cáo này. Đúng rồi. Click vào đây. Cân đối tài khoản. Khoảng 5 đây chị. 1,8 tỷ. Em kết xuất cái này ra nhá. Bây giờ chị phân tích cho em bảng cân đối này. Ý của chị ấy là em cho chi phí quản lý khoảng tầm 10%. 10% của 188, 1,8 tỷ có phải là 180 không? Ý của chị là chi phí quản lý của em có được không? Có được từng đấy không? Ngoài những chi phí còn 80 triệu. Thì chủ yếu là lương thôi chứ. Thì bây giờ mình chỉ có lương thôi. Lương đúng không? Chứ hóa đơn chứng từ của mình làm gì còn. Thì 13 triệu một năm nhân 12 tháng thì nó phải được gần như thế. Đấy là của quản lý à? Thế còn của sửa chữa. Đấy là thế thì không được. Đúng rồi. Quản lý thì chỉ được có khoảng 6-7 triệu nè. 6 nhân với 12 72 triệu thôi. Rồi thế thì nâng chi phí sửa chữa lên, chắc là em phải xin thêm chứng minh thư hoặc là hồ sơ đấy, chứng minh thư cũng được. Rồi em làm các cái hợp đồng thuê ngoài giờ ấy. Thuê ngoài giờ thôi, thuê theo giờ. Chị ơi, không như này đi, như này đi. Em muốn là những cái mà mình đang còn tồn kho đấy. Em đẩy vào được không ạ? Được, đẩy vào. Đấy là em không đẩy xuống. Vâng, em đẩy nó vào. Rồi, ok, thứ nhất. Cho nó vào vậy, vậy thống nhất cho thế này này. 13 triệu là 130, vậy em để khoảng tầm 95% giả vốn. Đây, hiểu ý chị không? Nhân 95% là giả vốn, được chưa? Tức là nó sẽ lãi gộp của em. Em đây này. Bằng, cái này tới bên này. Là em sẽ lãi gộp bằng 94 triệu, đúng không? Rồi em đẩy, tức là trong 179 này là có cả lương của bên sửa chữa, hiểu ý chị không? Bởi vì nhá, lương của dịch vụ thì sẽ là nợ 642, còn lương của sửa chữa thì nợ 154, đúng chưa? Ví dụ 13 triệu em chia cho 6.5 hoặc là 6 triệu là quản lý, còn 7 triệu là của sản xuất đi, đúng không? 70 là 70, ý của chị là như thế. Thế thì em tăng nguyên vật liệu làm sao để chiếm cái giá vốn là 95%. Tức là khi em tính lại giá thành. Bây giờ là cái giá vốn bây giờ nó đang như thế này. Bây giờ chị muốn em làm tăng lên khoảng bao nhiêu nữa ạ? Thứ nhất là em sẽ phải giảm những cái âm đi cái này. Xong em sẽ đẩy vào những cái lỗ này, xong đẩy lại những cái dương lãi này. Nhưng mà giá vốn của chị cộng nguyên vật liệu cộng nhân công thì cho nó khoảng tầm 95% của doanh thu. Mà 95% của doanh thu thì chị nhân thế này. Thấy chưa? 1,8 mà chị nhân 95 thì bằng 1,793. Hiểu không? Thế khi nào mà em tính ra được giá thành được khoảng tầm 1,793 gì đấy, đấy chưa? Em hãy cắn tiền lương vào nữa, nhá. Là vừa gì? Là vừa. Nghĩa là cứ khi nào mà em cân chỉnh cái phần âm dương đấy rồi, lãi lỗ đấy rồi, cho nó hợp lý rồi. Và cái phần doanh thu mình khi mà chưa có lương lậu mà mới có công nhân nguyên vật liệu trực tiếp mà nó rơi vào tầm trên đây tiền. Không phải. Là ok. Không phải. Mà là cái này là bao gồm cả tiền lương nữa rồi. Đây là cả lương rồi đấy. Đúng, đúng rồi. Bây giờ em mở bằng. Em cứ mở bằng lương nói chị đi.
trước hết là cái này phải tính nhiều lần thì mới ra được, hiểu không? À, thế có nghĩa là em sẽ định hướng là như thế, nhưng mà mình đầu tiên là mình sẽ xử lý dần dần là những cái nào mình từng cái một, đúng rồi, đúng rồi. Những ý thế của thì chị bây giờ em sẽ làm cái nguyên vật liệu trước đi, cho nó xong mình đã nguyên vật liệu, nhưng mà phải làm lương vào luôn để mà mình phân bổ luôn ấy, thì tính giá thành ra thì nó mới biết được, em hiểu không? Ý của chị là chị muốn chạy tổng hợp luôn ấy để em còn làm. Bây giờ đến hôm nay là mùng 10 tháng 3 còn gì nữa, mở bảng lương ra. Đây là lương năm ngoái chị này. Năm ngoái chỉ có một tháng thôi. Rồi bây giờ nhá, ví dụ như thế này nhá. Vâng. Đây 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 đây, chị đã copy đây này, thấy chưa? Vâng. Ok, chị sẽ sửa tên cái bản này. Ý của chị thế này. Giả sử lương này chị sẽ tách ra làm hai bộ phận. Đây. Là quản lý. Nha. Cái này là quản lý. Rồi đúng rồi, xong rồi ví dụ hai người này là sửa chữa. Vâng. Quản lý đi bao giờ giám đốc cái kế toán đấy. Đấy, kiểu như thế. Vâng. Có bảo hiểm các kiểu thì chị tí này chị gửi cho em một cái bảng lương có chế cả bảo hiểm nữa chứ. Không, không có bảo hiểm đâu chị. Chưa ai đâu, chưa ai đâu bảo hiểm gì. Vâng, đấy là chữ ăn đúng rồi, kiểu như thế, đúng chưa? Thế ví dụ như đây là tổng là tăng. Đây em bôi xanh là 2 điệu ông ở quản lý ạ, còn em bôi đỏ là 2 điệu chữ ăn ạ. À thế ạ, à? Ok, vậy thì bây giờ ví dụ như mình tính này. Đây, xanh là quản lý đúng không? 4 là 6 triệu đúng không? Là 7 triệu cho sản xuất đúng không? Rồi, thế thì em sẽ vào đây làm cho chị này. Em vào chứng từ mục khác nhá. Em ghi này, hạch toán lúc toán trích lương. Hạch toán lúc toán trích lương. Rồi, bây giờ chị sẽ chiên lương vào. Rồi chị sẽ dạy em là tính giá thành phân bổ theo doanh thu. Được chưa? Để em tự động, em căn chỉnh, em đối chiếu khi không có chị. Đúng không? Thế sao mà ra số liệu nào thì báo cáo chị biết. Này, bây giờ em vào phần chứng từ mục khác này. Em chọn chứng từ nghiệp vụ khác đây. Chứng từ nghiệp vụ khác và chọn chứng từ nghiệp vụ khác đúng không? Đúng rồi. Chị giải em đi, trích tiền lương, ví dụ đi, trích tiền lương tháng 1 năm 2018. Em làm cho chị một bài toán về lương luôn. Em ghi nhé. Trích tiền lương tháng 1 năm 2018. Ngày 31 tháng 1 năm 2018. Rồi, nợ cho tài khoản 642. À, thứ nhất. Gạch thứ nhất ở đây, ví dụ xuống đây, em gạch cho chị thêm một câu ở đây là bộ phận quản lý. Đây này, gạch ngang bộ phận quản lý. Năm nay chị thấy nhiều bạn học về công ty sửa chữa ô tô như em. Thế ạ, à? Năm... chắc con đang tỉnh thành. Bộ phận quản lý là 642. 642. Em ghi 6422. Đấy, rồi, có 334. Đấy, có 334. Rồi. Ok, để con chuột xuống dòng này. Thứ hai này này. Rồi, sửa bộ phận sản xuất vào. Xong đánh điền số tiền vào. Nợ 154 nhầm, sửa cái 642 thành 154 bởi vì chi phí của bộ phận sửa chữa ô tô. Rồi, đánh số tiền là tên này. Số tiền là 6 triệu, 6 triệu. Đúng rồi. Đây 7 triệu. Đúng rồi. Rồi, từ từ. Ok. Và đối với thông tư 133 thì phải nhớ là chọn cho chị thêm một cái nữa. Đó là khoản một chi phí nhân công trực tiếp. Phần trên là nhân công trực tiếp. Trên bỏ đi. Trên bỏ nhân công đi. 642 thì không cần nhân công. Thế trên để gì? Mà em bỏ hết đi. Em dưới em chỉ chọn nhân công trực tiếp thôi. Đây ạ. Như này ạ. Ờ, đúng rồi. Như thế thôi, cất đi, bước 2. Chơi xong báo chị. Xong rồi, từ từ. Bây giờ, bước 2. Mới được tháng 1. Rồi, bước 2, em vào quỹ. Chị đang ví dụ thôi, tí nữa em tự làm tiếp các tháng thứ 2, đúng không? Bước 2, chị ơi. Em vào quỹ, lập phiếu chi tiền ở đây. Chi tiền, rồi. Đối tượng là nhân viên chi tiền, em chọn NV là nhân viên. Ví dụ như là Trịnh, Nguyễn Thị Kim Chi tiền chẳng hạn. Ngày 31 tháng 01 2018 đối với lầm thuế thì chị chi luôn vào cuối tháng cho nó gọn nhá, không lại dây xưa sang năm sau. Ví dụ như đây em chọn lý do chi, em chọn chi khác, nội dung chi em sửa lại cho chị nào. Chi lương tháng 1 2018. Nợ cho tài khoản 334 có tài khoản 111. Số tiền là 13 triệu. Đúng rồi. Ok, cắt. Hiểu chưa? À.
rồi đến tháng 2, tháng 3, tháng 4. Tương tự như thế, làm tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng 12. Và bây giờ cách kiểm tra lương, em gì? Cách kiểm tra lương. Ừ. Em vào báo cáo. Mở báo cáo tài chính ra. Đúng chưa? Tức là cũng tất cả chỉ kiểm tra đều là từ bảng cân đối tài khoản mà ra. Khi bảng cân đối tài khoản đúng thì đương nhiên báo cáo tài chính của em mới đúng được. Đúng không? Ví dụ như chị đang mới làm có tháng 1, chị chọn tháng 1 đây. Chị đồng ý. Nhớ là lúc nào cũng hiện thị số dư hai bên nhé. Để cho nó công nợ của nó có thể hiện hai bên. Đó. Đây, chị đang vẫn kiểm tra vấn đề tiền lương thì chị quan tâm đến tài khoản 334. Thấy chưa? Nếu như trích là 13 triệu thì chi cũng phải là 13 triệu. Thì có nghĩa là mình sẽ không nợ lương thì sẽ hết. Thấy chưa? Chị làm thuế thì hơi làm cho nào gọn. Bây giờ tiếp theo là em sẽ làm các tháng còn lại và em sẽ kiểm tra cả năm luôn. Nếu nó lệch thì em sẽ kiểm tra từng tháng xem tháng nào sai. Em hiểu ý chị chưa? Thì mình sẽ xử lý tháng đấy nhá. Tiếp theo là chị sẽ hướng dẫn lại cái phần giá thành. Đúng không? Thế thì phần giá thành bây giờ lại quay lại vấn đề là chị giảm chiều nay. Muốn xóa thì phải xóa cái gì? Đây ạ, ghi đây rồi. Nghiệm thu. Muốn xóa thì phải xóa nghiệm thu, xong đến xóa kỳ tính giá thành. Đúng rồi, bỏ đi. Khi làm thì xác định kỳ tính giá, xong rồi phân bổ đến nghiệm thu. Đúng rồi, bỏ đi, xóa. Đó. Đúng chưa? Khi làm thì làm ngược và khi xóa thì xóa suốt. Rồi, xong rồi bắt đầu em đi vào phần giá thành. Quy trình này. Em sang công trình bên cạnh đi. Em bấm vào chỗ phân bổ chi phí này. Đồng ý. Chị ơi, học viên của chị các bạn có hay quên như em không? Hầu như con gái phụ nữ sinh con rồi là hay quên. Chết dạ ơi. Bạn thân chị cũng rất hay quên. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cách, đó là mình sẽ làm việc thật khoa học. Ghi chú vào thì nó sẽ không quên nhá. Còn không ai mà nhớ hết được tất cả các việc, nhất là bây giờ rất là còn nhiều việc nào là gia đình rồi việc công ty không nhớ được, đúng không? Thế thì mỗi lần chị dạy cho em những kinh nghiệm này, em lại phải ghi chú ra, sau đó em phải lưu ý mỗi lần sau em làm, có tự đúc kết bản thân, kinh nghiệm cho bản thân là chính, hiểu không? Có những bạn học một năm thôi, các năm sau rất ít hỏi, làm hết, nhưng có nhiều bạn sau năm sau vẫn phải hỏi bởi vì vẫn quên. Nhưng mà được cái trung tâm thì giáo viên nào họ cũng nhiệt tình đấy, lại chỉ bảo cho thì lại làm được. Quên không, à, không biết tính học mà, đúng không? À, học thì nói chung là phải kiểu học như thế này thì mới làm được. Học như thế này không làm được nữa thôi đấy nhỉ, đúng không? Thì chịu chết. Chịu chết, đúng không? Chỉ từng tí một thế này mà. Ok. Ở Hải Phòng có, dưới Hải Phòng có trung tâm nào? Có, nhưng mà đến tận nơi dạy cơ chị ạ, không học qua mạng. À. Đến tận nơi họ lấy chứng từ họ dạy. À, chứ họ thì, có đứa em nó cũng học ở đấy về, nhưng mà gọi nó bảo là không biết làm lắm, thì chị cứ học đi, nếu mà chị học mà ok thì em cũng theo chị. À, bên đứa em học về quá gì, à, làm về cho làm gì? Nó cũng làm bên vận tải. À. Nó đi học ở trung tâm ở chỗ đường gần có đường Hải Quảng Hải, mình chạy ạ. À. Rồi, thực ra mà nói đại học về đấy thì người ta chỉ dạy cho một cái giáo trình chung chung thôi. Chứ có nghĩa là họ dạy không khác gì mình đi toán mà mình đi học nhỉ. À, thế. Kiểu như là cái toán mình đi học ấy, họ dạy lại chi tiết nào họ vào chứng từ sổ sách, một cái là cầm tay cầm cái chứng từ chính thôi. Ngày xưa mình đi học là mình không cầm cái hóa đơn đấy, đúng không? Đúng đấy, rồi. Bây giờ họ dạy là họ cầm những hóa đơn ấy mà cũng không nhiều, có nghĩa là cũng không nhiều cái hóa đơn phát sinh như mình như này. Ừ. Thế thì không làm được nhiều cái đâu. Tại vì là các bạn khác cứ học trực tiếp này, xong cuối cùng học online thì thấy thích. Ban đầu thì nghe chừng tư vấn là nhiều bạn hiểu. Hello, chị ạ. Vâng. Đúng. Nhiều bạn rất hiểu, nhiều bạn cứ rất hiểu về hình thức này, nhưng mà nhiều bạn thì là cũng lo, bởi vì thực ra nói là mình cũng bỏ ra một chi phí là ít đấy, đúng không? Xong rồi là sợ nó không học được ấy, vì nó online mà. Không gặp được cô giáo thì không hỏi được chi tiết các kiểu ấy. Ừ, đúng rồi. Với lại nói chung là các em. Đầu tiên em cũng không nghĩ là chị dạy trên phần mềm này đâu, em cũng lo là không biết được nhiều cái thì mình hỏi như thế nào ấy. Nhưng mà chị dạy trên phần mềm này thì là mình làm luôn thì nó dễ hiểu được hơn.
Nếu mà các em mà học của một cá nhân thì mới sợ thôi, còn học ở trung tâm thì có một tổ chức ấy nó đỡ hơn. À. Nó sẽ biết là nhất là những trung tâm uy tín thì họ sẽ đảm bảo quyền lợi của em. Ví dụ như chị dạy không tốt nha, em bảo trung tâm bảo đổi chị khác đi cho em chẳng hạn ấy, đúng không? Thế thì em sẽ có một cái quyền lợi hơn, nhưng mà tốt hơn là nhiều. Thực ra bây giờ họ học dạy online nhiều mà, chị thấy các cái trang có thời gian đâu chị, như này là hợp lý ấy. Như em ấy, em thấy bận như thế mà chị vẫn kèm được lắm khôn mà không học được ấy, mà chị vẫn lấy thời gian kèm cho, nói chung là cũng tạo điều kiện cho học viên ấy. Đúng rồi, thời gian cứ kiểu ấy không rõ. Thì học viên bỏ tiền ra học thì giáo viên phải tôn trọng thời gian của học viên chứ. Nhiều khi chị còn đi dục học viên ý, toàn đi dục học viên thôi, lên lịch để dục học viên. Đấy. mình phải trách nhiệm. Quên lên và đấy, nó ở cái chỗ đấy nữa, đâm ra là. Mà nhiều khi giáo viên mà dục học viên, nhiều học viên cũng có động lực em ạ. Đúng chị rồi chị ạ, quen. Đúng, có nhiều khi học. Đúng. Kiểu như là mình lại, ví dụ như em chưa học thì em chị lại quay ra và bảo là em ơi cố gắng lên, hay là em ơi các bạn khác học xong rồi, làm xong rồi, em chưa xong là phải dục. Thế là lại học đấy. Bây giờ mua báo cáo tài chính đến nơi này lo cái như là bây giờ. Đúng rồi, tâm lý mà anh lo, còn có 20 ngày thôi, toàn 20 ngày. Tâm lý căng thẳng cái khủng ấy. Đấy, em còn làm một công ty có nhiều bạn còn nhận dịch vụ nhiều công ty về nữa cơ. Đấy là... Đấy, chết nữa. Đúng rồi. Thôi được rồi, rồi. Nếu mà học thế này mà tốt thì Lị giới thiệu cho bên chị thôi. Nhỉ. Và em phải giới thiệu chứ, em phải giới thiệu ngay. Ừ. Cũng nhiều bạn như em ấy cũng làm kế toán nhưng mà cũng chưa đi làm được, cũng không làm được đâu, mà bên đâu mấy đứa bạn trên thân thế. Thế thôi để tớ đi trước, để tớ học trước, tớ đi xin trước. Mà tiếng là tớ bận nhất ấy, nhưng mà tớ tại vì Trung Quốc không dám. À. Thế em mà thế để em đi xin, em cứ đi thuê, năm nào cũng đi thuê. À, tức là... không dám đi học để làm mà cứ đi thuê người ta làm tài chính thôi, cứ đi thuê người ta làm báo cáo thôi. À, tức là có nghĩa là toàn công ty gia đình đúng không? Vâng, đấy. Rồi, thực ra đi thuê thì chị cũng không về chê trách gì cái dịch vụ đi thuê đâu. Bởi vì nếu mà em thuê được một cái người mà người ta có tâm, mà người ta làm tốt, mà người ta phải có kinh nghiệm. Trước mắt là người ta phải có kinh nghiệm rồi đã, thì người ta sẽ làm tốt báo cáo cho em. Nhưng mà nếu khi có em cứ học xong, nếu em làm tốt thì em sẽ giới thiệu cho bên chị. Và sau đó thì khi mà bên chị dạy cho các bạn ấy làm thì các bạn ấy sẽ tự đối chiếu được là họ làm cho mình có đúng hay không. Đấy. Đúng rồi, bởi vì như bản thân em học thì sau đấy, ví dụ đây công ty mới thành lập thôi, chứ ví dụ nhiều công nhiều năm đấy trước em sẽ tự đối chiếu được là các chỉ tiêu của mình làm có khớp hay không. Đấy chưa? Vâng. Đấy, sau này em xong em cũng phải đối chiếu lại cái lông quá làm rất là Vô nào chị còn hướng dẫn cho em cách ghép chứng từ nữa. Nói chung là mình sẽ làm thật tỉ mỉ vào. Từ những cái ví dụ như là quy chế này, quy chế nội bộ này, từ những cái hợp đồng mình phải đặt câu chữ như thế nào này, từ các cái bảng lương với lại các cái chứng từ liên quan này, của đầu vào đầu ra. Em làm thật chi tiết vào thì cho nên em quyết toán cực kỳ nhàn. Năm nào em cũng làm đúng một nguyên tắc tế. Sau em mới thống kê lại các cái kinh nghiệm đấy, các cái cách làm đấy vào một cái file của em ấy, là cái gì ghép được cái gì, thì năm nào em cũng đưa cái sườn đấy của em. Chị còn làm nhiều công ty chứ, em làm có một công ty thì một hai công ty ấy thì nó đơn giản thôi, không phải là quá phải căng thẳng đâu. Trước cố cũng phải dạy nhập ngay, chứ không phải đâu không xong thì chết giả. Đúng rồi, chị đang bảo với lại trung tâm bên chị này, may sao mà học viên có cái ngày 30/3 để mình còn chốt. Đúng rồi. Có nhiều bạn cực kỳ lười em ạ, đăng ký có khi là mấy tháng rồi không học đâu. Đúng rồi. Bởi vì là tâm lý là nước đến chân, chưa nước đến chân thì chưa bao giờ nhảy, đúng không? Thế bao giờ nước đến chân thì mới nhảy, đấy là phong cách của mình. Thời gian. Thật đấy. Rồi, quay lại nhá, vấn đề nhá. Thì ở chỗ này em sẽ chọn tiêu thức đấy là doanh thu. Đấy, có điểm khác nhá. Là lúc nãy chị theo trên nguyên vật liệu trực tiếp, nhưng mà đối với công ty dịch vụ thì em có thể chọn trên tiêu thức doanh thu, được chưa? Thì ở đây có nhiều dòng thì em phải chuột sao chép cho các dòng dưới nhá. Xong em bấm phân bổ ở đây, được chưa? À, bây giờ là đổi sang tiêu thức phân bổ là doanh thu ạ. Đúng rồi, doanh thu nhá, phân bổ này, phân bổ trong cất đấy. Tương tự như thế thì em cũng sẽ nghiệm thu thôi nhá. Thôi em này, được chưa? Lấy dữ liệu này, được chưa? Chọn này,
Được chưa? Đồng ý này. Được chưa? Tức là có nghĩa là quy trình thì y chang như thế. Thì nói lại này, đến phần này là nghiệm thu đúng không? Cũng thêm rất nhiều bạn đến đây không biết làm gì nữa vì quên nhá. Đến đây phải bấm nhớ là bấm vào lấy dữ liệu, em phải ghi. Ừ, bấm vào lấy dữ liệu rồi xong rồi chọn hết tất cả các cái mã dịch vụ của mình, đồng ý. Đến đây em lưu ý này, đến cái nghiệm thu này em lưu ý đổi tài khoản 6321 thành 6323, nó tương ứng với phần dịch vụ, doanh thu dịch vụ của mình. Rồi phải chuột sao chép cho các phần dưới, ghi như thế nhá. Xong bấm cất, được chưa? Đúng rồi. Như vậy là chị bây giờ như này, bây giờ em muốn chị hướng dẫn em là cái mà cái bảng chi phí của em ấy, bây giờ em muốn cái sổ giấy Excel rồi của em muốn để em in ra để em sẽ đối chiếu, làm đối chiếu để em chữa đấy rồi trên cái phần. Ok em vào báo cáo. Vấn đề thứ nhất này em sẽ vào báo cáo rồi, muốn cái sổ giấy Excel của phần giá thành chi tiết đúng không, thì em vào báo cáo, vào giá thành chọn tổng hợp cái phần đấy là cái phần gì, gọi là vào báo cáo, vào giá thành trực tiếp đúng không? Không, bây giờ mình muốn xuất báo cáo lãi lỗ lúc nãy đúng không? À đúng rồi đấy. Ừ đúng rồi, thì em vào phần báo cáo giá thành chọn tổng hợp lãi lỗ cho công trình, chọn năm nay, chọn đồng ý, được chưa? Xuất khẩu đây. Nhá. Ví dụ như chị lưu ở desktop chẳng hạn, hoặc là ở đâu đây được nhá. Rồi, công trình 1 em đổi tên cho nó, em đổi tên là ký hiệu là 1, 2 gì đấy, thấy chưa? 1 chẳng hạn. Rồi. Ừ. Mới nãy em sẽ làm phần lương nữa nhá, là 2 đúng không? Đúng em rồi. Cứ làm 2 cái phần này đã. Khoan em... Khoan, để chị lấy cho đã. Ra được báo cáo này đúng không? Thì em sẽ biết được là em sẽ lọc ở đây. Đây, em sẽ biết cái nào lãi, cái nào lỗ, lãi. Đúng rồi, đây. Ok. Bôi đỏ là lỗ nhá. Cứ hoặc... và mới lại lãi nhiều quá thì em cũng cứ để khoảng tầm 2-3 triệu. À, có lương, nếu mà có cả lương rồi thì chưa có, đây thì chưa có lương thì đúng rồi. Em làm lương đã. Đúng rồi, ok. Đây là em chưa có lương. Xong phần lương đó. Bắt đầu em đi tự cân đối để em giảm bớt đi nhá. Cứ em cứ cho lương vào cũng được, xong rồi em mới tính lại giá thành thì em biết được cái nào đang lại, cái nào đang lỗ rồi bớt đi. Đúng rồi nhá. Đúng rồi. Ok. Và khi lẻ tối em làm cái phần đấy chị nhé. Ok em. Nhá. Được. Ok chị. Rồi chị chào em nhá. Vâng.